Tuyệt đối không nên ốp tấm PVC vân đá nếu anh chị rơi phải một trong 4 trường hợp dưới đây. Trên tay Hồng Thơm đang cầm là mẫu tấm ốp PVC vân đá. Đây là một trong những vật liệu đang rất được ưa chuộng hiện nay. Anh chị có công nhận với Hồng Thơm về tính thẩm mỹ của em nó không ạ? Đặc biệt thì bề mặt nhẵn bóng sáng loáng với màu vân đá chân thực và tinh xảo giống như đá cẩm thạch thì làm sao mà không hài lòng được anh chị cơ chứ. Vì vậy mà nghiễm nhiên tấm ốp PVC vân đá này được ốp tại những vị trí trang trọng như phòng khách, kệ tivi, tiền sảnh của cửa hàng, khách sạn hay công ty. Đặc biệt rất dễ dàng vệ sinh và lau chùi. Nếu nhà anh chị có trẻ nhỏ đang trong giai đoạn hiếu động mà thích vẽ quệt quạc lên tường thì với tấm ốp PVC vân đá này, anh chị chỉ cần sử dụng một chiếc khăn ấm nhúng nước và lau bề mặt là có thể làm sạch bụi bẩn một cách dễ dàng. Vì vậy nếu anh chị yêu thích màu sắc của tấm ốp PVC vân đá thì có thể đặt mua tại các đại lý mà HobiWood đang phân phối, hoặc có thể liên hệ đến Hồng Thơm để em có thể gửi thông tin của đại lý khu vực anh chị mình sinh sống. Tính đến thời điểm hiện nay thì HobiWood đã có tới hơn 1.500 đại lý trải khắp cả nước, nên dù anh chị ở bất cứ đâu đều có thể mua được những tấm ốp tường nhà HobiWood. HobiWood công khai chính sách bảo hành nên anh chị hoàn toàn yên tâm khi mua hàng bên em nhé. Mặc dù là vật liệu đang rất được ưa chuộng nhưng sẽ có 4 trường hợp dưới đây anh chị cần lưu ý và cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định sử dụng tấm ốp PVC vân đá để ốp trang trí cho không gian nội thất của mình. Nếu thấy những chia sẻ của Hồng Thơm là hữu ích, anh chị hãy ủng hộ em bằng cách ấn nút đăng ký kênh HobiWood Việt Nam nhé. Quay trở lại với 4 lưu ý mà anh chị cần phải xem xét trước khi đưa ra quyết định ốp tấm PVC vân đá này nếu không muốn phí tiền và dở đi xe lại nhé. Trường hợp đầu tiên, với những trường hợp mà nhà anh chị bị bong tróc vữa hay loang lổ thì tuyệt đối không nên sử dụng tấm ốp PVC vân đá này vì sẽ rất phí tiền. Do tấm ốp PVC vân đá thi công thì khá là đơn giản, anh chị chỉ cần bôi một lớp keo vào mặt sau và ốp trực tiếp lên vị trí cần thi công. Do vậy, với những bức tường nhà của anh chị mà đang trong tình trạng này thì sử dụng thời gian, vữa tiếp tục bị bong ra, kéo theo lớp bám dính giữa tấm ốp và tường bị bong ra sẽ ảnh hưởng đến độ bền của công trình cũng như là tính thẩm mỹ. Do vậy, nếu anh chị vẫn yêu thích vẻ đẹp của tấm ốp PVC vân đá mà gặp phải những trường hợp tường như vừa rồi thì anh chị có thể phải cải tạo hoặc chát lại tường và có thể sử dụng thêm hệ khung xương để gia cố, sau đó mới ốp tấm PVC vân đá này lên. Với trường hợp thứ hai thì anh chị tuyệt đối không nên sử dụng để ốp tại những vị trí có nhiệt độ cao, ví dụ những vị trí như là cạnh bếp nấu nướng này, hay là cạnh cục nóng điều hòa hoặc là tủ lạnh, vì những cái nơi này sẽ tỏa nhiệt rất lớn. Do sản phẩm được cấu tạo từ bột đá và bột nhựa nên sử dụng tại những nơi có nhiệt độ cao sẽ khiến sản phẩm bề mặt bị méo mó, mất định dạng ban đầu, từ đó ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ. Và lưu ý thứ ba, cũng như Hồng Thơm vừa chia sẻ thì chúng ta không sử dụng tại những vị trí nhiệt độ cao, thì do vậy những khu vực ngoài trời trực tiếp tiếp xúc với ánh nắng cũng như là mưa và với nhiệt độ cao thì anh chị cũng tuyệt đối không nên sử dụng tấm ốp này, bởi vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến độ bền của công trình. Theo như thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đưa ra thì độ bền của tấm ốp PVC vân đá có thể lên đến 10 năm, nhưng nếu sử dụng ngoài trời thì sẽ làm giảm tuổi thọ đi đáng kể. Trường hợp thứ tư đó là ốp tại những vị trí khu vực trần nhà. Như Hồng Thơm vừa chia sẻ phía trên thì việc thi công tấm PVC vân đá này vô cùng đơn giản. Anh chị chỉ cần sử dụng keo chuyên dụng, bôi vào mặt sau của tấm ốp, sau đó ốp tại vị trí cần thi công. Do vậy, nếu mà ốp tại vị trí trần nhà, dùng keo sẽ không đảm bảo được an toàn. Nếu mà tấm PVC vân đá này bị bong ra thì sẽ gây ảnh hưởng đến người sử dụng phía dưới. Do vậy, anh chị không nên ốp PVC vân đá tại trần nhà nếu không có biện pháp giữ chặt chẽ nó lên tường bằng việc đóng đinh. Nếu chị vẫn yêu thích màu vân đá sang trọng như này thì anh chị có thể sử dụng một vật liệu khác, đó là tấm ốp nano HobiWood với màu vân đá cũng rất là chân thực và tự nhiên. Tuy nhiên là bề mặt không được sáng bóng và nhẵn như là tấm PVC vân đá, nhưng nếu nhìn từ dưới lên thì sẽ không kém phần thu hút đâu ạ. Trên đây là 4 lưu ý mà anh chị nên cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định sử dụng tấm ốp PVC vân đá để ốp trang trí cho không gian của mình. Nếu anh chị còn có những băn khoăn hay muốn tìm hiểu kỹ hơn về những sản phẩm tấm nhựa ốp tường của HobiWood thì hãy để lại bình luận phía dưới video này, em sẽ tư vấn và giải đáp chi tiết hơn cho anh chị. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi hết video. Em là Hồng Thơm đến từ HobiWood Việt Nam.